Em mà có về á, em có xin lỗi ba mẹ em với ba mẹ anh. Giờ em hứa là em đốt nhang em thời này kia, là anh sẽ bỏ qua hết tất cả. Còn nếu mà em mà vẫn cố chấp như vậy thì anh ly dị. Chỉ mong rằng là nó đi đến đó thì nó trả con gái nhỏ cho em để cho em nuôi thôi. Em sợ là cha dượng nó quýnh nó. Quýnh nó giờ lúc đó là em hận, em còn hận nó thêm nữa. Nó đi mấy ngày em giái nó là cho nó về. Nhà em cạo đầu mà nó không về thôi, em cạo trước nữa. Đâu em có thể giở cái nón ra xem được không? Em trai có thể giới thiệu em trai tên là gì? Em coi là Từ Hương Bửn. Từ Hương Bửn ha? Dạ. Em trai quê ở đâu? Dạ, em ở trên Sài Gòn. Sài Gòn. Em quận mấy em? Em ở quận 8. Ừ. Hôm nay em về đây. Dạ. Nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ em gì đây? Dạ, em tìm vợ em để về ký giấy ly hôn cho em ra cò. Tìm vợ về ký giấy ly hôn? Dạ. Vợ em tên là gì? Nguyễn Thị Tâm Linh. Nguyễn Thị Tâm Linh. Dạ. Tâm Linh. Dạ. Tên đẹp ha. Vợ bỏ đi lâu chưa em? Dạ, bỏ đi hờ thứ hai ngày 19. Ở trên là ngày 19 tháng 2. Dưới là âm 10. Ngày 19 tháng 2 mà hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 rồi em ạ. Dạ. Vậy là 12 ngày trời rồi. Dạ. Em có thể chia sẻ cụ thể cái lý do gì mà em lại tìm vợ về, không phải để hạnh phúc mà lại để ly dị không em? Dạ, em thấy nó đi với thằng đó, giờ ngủ với thằng đó, giờ em cũng không muốn quay lại nữa. Một người bắt một đứa. Em được mấy đứa con rồi? Dạ, em hai đứa con rồi. Hai đứa con ha, lớn chưa em trai? Dạ, một đứa thì đứa lớn nhất là 4 tuổi, đứa nhỏ nhất là 2 tuổi. Em trai năm nay là em nhiêu tuổi rồi em? Năm nay là em 24. 24 ha? Dạ. Còn vợ của em? Vợ em là 22. 22. Mình cưới nhau lâu chưa em? Dạ, cưới lâu rồi. Cưới lâu ha? Dạ. Cái sự việc này em đã thông báo cho gia đình bên vợ em biết chưa? Dạ, cũng báo rồi. Ba mẹ vợ nói sao? Ba mẹ vợ nói là mẹ vợ em thì mất, còn ba vợ em thì nói là tụi con muốn làm gì tụi con làm, đừng có nếu cái ba là được rồi. Vậy là ba còn làm ăn nữa. Vậy là ba cũng đã tâm sự là để mọi chuyện cho hai vợ chồng tự giải quyết. Dạ. Còn gia đình bên em biết chưa? Dạ, gia đình bên em thì biết rồi. Gia đình bên em thì có ủng hộ em. Ủng hộ em? Dạ. Và mọi thứ đều do em quyết định hết. Dạ. Em và vợ chung sống cụ thể tới giờ phút này là được bao nhiêu năm trời vậy em trai? Dạ, cũng được 7-8 năm trời. 7-8 năm. Mình là mình ở chung với ba mẹ hay là mình ở riêng? Dạ, hồi đó là mới cưới về là em ở nhà gửi. Em ở gửi. Ở rể ha? Dạ. Rồi sau đó? Sau đó em thấy nó cầm điện thoại nhắn tin hoài. Rồi nó đi chơi. Một tuần thì nó làm có 4 ngày. Mà còn 3 ngày kia thì nó có đi chơi không là em cũng không biết. Mà trong khi đó em đi làm về là không thấy nó. Em nhắn tin em hỏi nó đi đâu. Nó nói nó đi với bạn. Mà em hỏi bạn á thì nó nói là nó dặn bạn á là nó nói là đi với bạn nó đi chùa Châu Đốc gì đó. Giờ em cũng nghe lời, em cũng tin. Sau này em thấy nó đi hoài, ngày nào cũng đi. Xong bữa đó là bữa Chủ Nhật, em nóng quá em mới đánh cái em chửi nó. Rồi xong bữa hai thì nó đem đồ nó dọn nó đi, đem giấy hai xanh của con nhỏ đi luôn. Vậy là có ẩm con em đi không? Có ẩm đứa nhỏ đi. Nhỏ đứa nhất. Nhỏ? Đứa nhỏ là nhiêu tuổi em ha? Đứa nhỏ 2 tuổi. 2 tuổi, trai hay gái? Gái. Gái. Dạ. Cái thời gian mà khi mà em phát hiện được cái sự việc rằng là vợ em có người đàn ông bên ngoài là cách đây lâu chưa em? Dạ, em cũng mới nghe đây. Giờ nó cho thằng đàn ông chửi em trên mạng. Chửi em là chửi sao? Chửi em cái vụ trên mạng cái gì mày đánh nó này kia, mày không biết giữ chân trời, mày không biết giữ hạnh phúc.
mà trong khi đó nó vẫn vợ người ta, mày kêu dễ không phúc gì. Và em cái lần mà Dạ. em tác động vật lý với vợ đó là cũng vì lý do nguyên nhân là vợ em có người đàn ông bên ngoài đúng Dạ. không? Em đã từng bắt được tận tay, thấy Em được tận mắt chưa? chưa thấy bắt được. Hồi Tết này giao thừa là em đi làm, nó nghĩ sao mà nó đưa nhỏ lớn qua bên bà nội nó, cho bà nội giữ, còn bắt đứa nhỏ đi ra Vũng Tàu với gì đó. Trời đất ơi, em thấy không? Em nói là mày đang ngủ khách sạn đúng không, em kêu nó mở đèn lên nó không dám mở, là em thấy cái gói là ngủ khách sạn rồi, vậy rồi em nghi rồi, em nghi là bữa đó rồi. Dạ. Em là làm cụ thể là công việc gì? Dạ em làm lơ xe cà phê muối Chú Long. Là theo bán cà phê cho chú Long. Dạ. Cà phê muối ha. Dạ. Còn vợ em? Vợ em thì làm công ty sông Hương. Là hai vợ chồng làm hai công việc hoàn toàn khác nhau. Dạ. Và đặc biệt như em chia sẻ rằng là vợ em một tuần chỉ làm 4 buổi hả? Dạ. Còn 3 buổi là đi chơi. Dạ. Em chia sẻ có đúng sự thật không em? Dạ ba buổi đó như là có một buổi là nó đi chơi, còn hai buổi kia thì nó ở nhà. Theo như em nhận xét rằng cái thời gian gần đây á, gần cái ngày mà vợ em bỏ đi á, vợ chồng có được hạnh phúc không? Dạ không. Vợ chồng em về nhà với nhau có thường xuyên tâm sự không? Dạ không. Từ khi nào bắt đầu là vợ chồng rạn nứt tình cảm em? Dạ hình như mới có năm ngoái. Ồ, từ năm ngoái tới giờ Dạ. hả? Vậy là một thời gian rất là lâu dài đấy ha. Dạ. Vợ chồng không còn nói chuyện với nhau nữa ha hay sao? Dạ ít lắm. Và em Mà nó đòi đi đâu thì em cũng chở nó đi chơi á. từ khi nào em phát hiện ra được là vợ em có người khác? Dạ em thấy càng ngày càng bấm chăm chú điện thoại vô là em thấy nghi rồi. Em cũng không biết, là không nghĩ là nó quen thằng đó nữa. Em đã thấy cái thanh niên đó chưa? Dạ thấy. Có đẹp trai không? Cũng không biết nữa, nếu mà trong tầm mắt nó trong tầm mắt vợ em á thì chắc nó đẹp trai, còn trong tầm mắt em thì em cũng không biết. Và trong cái thời gian chung sống vợ chồng với nhau á, 7-8 dạ năm trời á, dạ em có làm điều gì lầm lỗi với vợ không? dạ có. Điều gì? Điều nhất là lúc trước là em có đi chung với vợ bồ cũ của em đi, cũng quen có ngày trời nó phát hiện em cũng bỏ, em cũng Rồi. không quay lại nữa, rồi sống cái giờ là hai đứa con luôn. Vậy là cái câu chuyện này này em trai, là ông ăn chả là bà ăn nem đúng không? Nhưng mà sao mình có vợ rồi sao mình còn còn quay lại với người yêu cũ làm gì? Tại vì nó lúc trước là nó có quen thằng kia rồi. Ô trời đất ơi. Dạ Vậy là mới cưới về dạ lại đã xảy ra vậy rồi hả? dạ dạ tại vì nó quen kia rồi, em đã bỏ tha thứ nó rồi một lần rồi. Lúc đó là hai em có con chưa? Chưa luôn. Lần đầu thì vợ em Dạ gọi là ngoại tình đi, nói thẳng ra là vậy luôn đi ha. Thì em cũng vẫn tha thứ cho nó một lần rồi, thì em cũng giờ đã lần xử này lần thứ lý, hai. em đã xử lý cái người đàn ông đấy. Dạ. Và lần hai thì em đi, lần hai là lỗi của em. Thì em đã gọi là có thể là một phút yêu lòng thì hẹn hò gì đó với lại người yêu cũ, thì vợ em cũng đã tới đã dằn mặt rồi đúng không? Dạ. Thì sau đó hai vợ chồng có lành với nhau không? Dạ cũng có lành với nhau rồi, bắt đầu là hai vợ chồng quê với nhau, là hai chồng đẻ con luôn, đẻ ra hai đứa. Là cách đó khoảng bao lâu thì mình quyết định tới là sinh con? Dạ vợ em 18 tuổi là dính bầu rồi. Lúc đó mới quyết định sinh con. Dạ. Mình lúc đó mình có suy nghĩ kỹ không em? Dạ em thấy mẹ vợ em kêu đẻ một đứa để cho mẹ vợ em giữ. Nhưng mà Dạ. cái lúc đó là hai vợ chồng thực sự đã hướng về nhau chưa? Dạ hai vợ chồng đó là hương hương nhau. Cái tình cảm là mình chấm dứt hết mọi thứ xung quanh để mình Dạ. hướng về nhau rồi đúng không? Dạ. Và sau đó thì đẻ được đứa con. Dạ. Đẻ được đứa hay hai đứa thì bắt đầu là vợ em lại lại có người đàn ông khác. Và tới giờ phút này là em còn thương vợ không? Dạ cũng còn hơn hơn chút, mà giờ nó đối xử em như vậy. Lúc đầu là nó để hồi nó quen thằng này là 15 tháng 7, mà sau cái tháng 11, 12 gì á nó dính bầu rồi, nó để hồi con em vẫn sẵn sàng, em bỏ tiền ra em phá phá nó 1 triệu mấy. Lúc đó mấy tháng rồi em? Lúc đó là mới dính bầu có 1 tháng trời à.
Đứa trẻ nó không có tội em ạ. Dạ em cũng em tại bác sĩ nói là nó đẻ hai đứa rồi, đẻ mổ hai đứa rồi, em sợ nó đẻ đứa ba là nó sẽ chết. Bây giờ em kêu thôi bỏ đi em, để bỏ tiền ra phá cho rồi nó vẫn chấp nhận. Sau đó là nó đi chơi thằng đó nữa, giờ bắt đầu là em nói là con cái em chửi nó em chửi nó, xong rồi bắt đầu là qua ngày mai nó dọn đồ nó đi luôn. Vậy là từ ngày đó tới giờ là vợ đi luôn. Dạ Từ ngày 19 ha. dạ 19 tháng 2 đúng không? dạ bữa là bữa chủ nhật là nó đi chơi thằng đó. Em có đi tìm kiếm mọi nơi chưa? Dạ em đi tìm, sáng em đi làm tối chiều tối là hai cha con đi tìm nó, đi kiếm nó, lúc mà nó mới vừa đi là hai cha con đi kiếm nó. Em có khóc không? Trong thời gian dạ vợ đi em có khóc không? dạ có khóc, có hết nước mắt gì khóc nó. Nhưng mà đàn ông em ạ, chuyện gì đến là sẽ đến, phải bản lĩnh lên em ạ, phải đối diện với sự thật. Đàn ông, anh nói thật, chỉ rơi lệ khi ba mẹ, người thân mất nhá. Nghe anh, cái nước mắt của mình mà không thể rơi lệ những cái điều mà không xứng đáng em ạ, được không? Nhưng anh thấy em rất là bản lĩnh. Khi mà về đây em chia sẻ cái câu chuyện là tìm vợ về ly dị, thì anh thấy cái nghị lực, cái người đàn ông của em rất là bản lĩnh. Và trong quá trình hôn nhân, cái lần đầu em sai phạm là em hẹn hò với lại người yêu cũ, đúng không ạ? Trong quá trình từ cái ngày đó tới giờ em có sai phạm điều gì nữa Dạ có, dạ chữ dạ. không? Là vì lý do là vợ có người đàn ông khác, Dạ. đúng không? Dạ. Vậy là vợ chồng em trước giờ là sống là hôn nhân đâu có hạnh phúc đâu em. Hạnh phúc thì ít, đúng không ạ? Mà có thể là cự lộn hoặc tình cảm giận đất thì rất là nhiều. Em tưởng đâu rồi nó đẻ hai đứa là nó biết quay đầu sửa đổi rồi, ai ngờ nó vẫn tiếp tục cố chấp. Và tới giờ phút này là em quyết định là buông tay. Dạ. Khi mà em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ em Em có suy sợ nghĩ rằng hai đứa con của em như thế nào không? chứ giờ nó đi nó bỏ gái lớn ở đây, nó trong khi đó nó đi á, con gái lớn em á bị đập đầu á, nó sưng nguyên một cục cụ máu bầm ở chổng, mà em kêu nó về nó không về, nó vẫn chặn Facebook của em lại, vẫn chặn Zalo của em lại, nó kêu em á mày hỏi kiếm tao nữa. À, tao không quay về mày nữa đâu, tao mệt mỏi mày lắm rồi, mày để tao vài ngày nó đi, tao về cái ký đơn cho mày đi, rồi em để nó vài ngày rồi nó không có về luôn. Vậy là có thể trong cái suốt quá trình chặng đường hôn nhân của em, anh thấy là cái cuộc tình, cái hôn nhân, cuộc sống vợ chồng này của em thật sự rất mệt mỏi. Đúng không em? Dạ. Hình như là hai người thương nhau là chỉ đẹp lúc ban đầu thôi em ạ. Dạ. Đúng không? Dạ. Em có công nhận những lời anh nói không? Dạ em công nhận. Chỉ những ngày hạnh phúc lúc ban đầu thôi, còn về khi mà thực chất thì cái đúng nghĩa là vợ chồng chung sống với nhau thì anh thấy là vui thì ít Dạ. mà nỗi đau thì rất nhiều. Dạ. Trong thời gian vừa qua có bao giờ em suy nghĩ những cái điều không tốt không? Em suy nghĩ em bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày luôn, rồi mới bắt đầu lặp lại. Có bao giờ mà chính vì những cái điều không tốt đó mà em suy nghĩ tới cái điều tiêu cực không? Mỗi lần mà như thế rồi em có tìm rượu bia em giải sầu không em? Dạ em không có kèm rượu bia. Em có biết nhậu không? Dạ không. Không ha. Em có chơi bời không? Dạ có. Có Có. bài bạc đá gà không? Không. Em chơi bời thể loại gì? Chơi bài đi chơi này kia. Đi chơi bạn Dạ. bè thôi đúng không? Mình có chơi những cái chất cấm không? Lúc trước có giờ hết. Bỏ này ha. Dạ. Trai trẻ mà ai cũng có một thời, nhưng mà biết quay đầu là bờ là tốt em ạ. Và tới giờ phút này thì có thể rằng là em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, khi mà em về đây nhờ các anh em đúng không? Dạ. Những ngày tháng thăng trầm cuộc sống vợ chồng của em thì có khi là tới giờ phút này em lên đây là mọi chuyện nó đã chấm dứt, kết thúc. Dạ. Tới giờ phút này là em vẫn còn yêu vợ và vẫn còn thương vợ. Dạ. Em có muốn rằng lần này vợ về, nếu vợ em về mà biết nhận ra lỗi lầm mà muốn hàn gắn với em để chăm sóc cho các con thì em có đồng ý không? Dạ, Em có tha thứ tất cả không? nó mày có về á là nó sẽ xin lỗi ba mẹ nó với ba mẹ em,
giờ nó hứa là nó sẽ hứa là không này kia nữa, nếu mà đi nữa một lần nữa là em không có quay về nó nữa, còn mà nó vẫn cố chấp thì em ly dị nó. Trong những cái ngày gần đây em có liên lạc được với vợ không? Giờ nó chặn hết của em luôn, Chặn hết cả à? luôn. Trên cái Đi trước khi video đi này, trước khi nó đi là nó không có đem sim nữa. anh dành cho em một người đàn ông thật sự rất là nghị lực. Em khác hẳn với những người đàn ông khác về đây nhờ tìm vợ. Ngày hôm qua em có xem không ạ? Một người đàn ông quê ở An Giang, anh trai thì năm nay anh trai cũng bốn mấy tuổi rồi, nhưng mà khóc suốt luôn, khóc ngất xỉu luôn. Nhưng mà đàn ông em ạ, đàn ông phải bản lĩnh lên em ạ. Chuyện gì đến sẽ đến, mình dám đương đầu với sự thật. Cái Tới này em chuyện đâu gì có cũng lỗi, sẽ kết thúc cái được. này em đâu có lỗi đâu. Tại nó đi nó bỏ chồng bỏ con, nó để lại đứa lớn, còn đứa nhỏ nó bắt đi lỡ sợ là cha dượng nó hành hạ đập đánh đập là em đứt sót Cái nó. duyên vợ chồng có thể là đến đây là kết thúc thì đường ai nấy đi. Ban đầu mình yêu thương nhau và mình chung sống với nhau thì mình kết thúc cũng phải tốt đẹp em ạ. Mình không hận thù. Không hận thù, dù gì không còn cái tình thì cũng còn cái nghĩa. À, nay mai có thể là vợ chồng em bây giờ là kết thúc thì nay mai ví dụ đi ra đường thì mình gặp nhau mình vẫn chào nhau bình thường. Bởi vì dù gì thì cũng có những cái ngày tháng chung sống với nhau. Em phải dành một cái điều gì đó em muốn tâm Mà sự thằng với. kia nói em á, nhắn tin em á, mày kiếm tao làm gì, kiếm tao bút hay sao? Thằng Cái người đó đàn nó ông mới buông chửi những gì cái lời đó. lẽ như vậy với em ạ. Thôi mình không có chấp nhá. Đặc biệt là em, bởi vì tuổi đời của em còn rất trẻ. Và đặc biệt đừng vì một cái chuyện gì đó để rồi suy nghĩ nông nổi mà gây ra một cái điều hậu quả không tốt. Anh khuyên em như thế này này. Tất cả mọi việc đều có cách xử lý hết. Không nhất thiết phải dùng bằng vũ lực em nhé. Mình không nóng giận. Mình phải kiềm chế. Thứ nhất là mình không được đụng tay đụng chân. Bởi vì sao? Bởi vì nếu em đụng tay đụng chân, người mà tổn thương nhất và người sẽ chịu hậu quả là em. Được không? Mình bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống để em còn 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 trách nhiệm làm cha để em đi làm nuôi con nữa mà. Em phải dành một cái điều gì đó trong thời gian này em muốn gửi gắm tới vợ em. Một là em muốn vợ em về để ký giấy ly dị và đường ai nấy đi. Hai là em cho vợ em cơ hội. Mời em lên tiếng. Nếu mà nó mà về nó biết Em sửa nói chuyện lại. với vợ của em đi. Em phải gọi vợ em bằng em đi. Em mà có về á, em có xin lỗi ba mẹ em với ba mẹ anh. Giờ em hứa là em đốt nhà em hồi này kia là anh sẽ bỏ qua hết tất cả. Còn nếu mà em mà vẫn cố chấp như vậy thì anh ly dị. Đường ai nấy đi ha. Đường ai nấy đi. Nếu bản tính của vợ em tới giờ phút này mà Nếu mà em mà nuôi không nổi thì trả lại đứa nhỏ cho anh nuôi, anh vẫn nuôi bình thường, anh không lấy vợ. là em là quyết định là không lấy vợ nữa. Chắc không, mình còn trẻ mà. Em còn lo cho hai đứa nhỏ, nếu mà nó trả về em sẽ lo cho hai đứa nhỏ, có thời gian đâu mà em lấy vợ nữa. Vậy là chấp nhận gọi là Còn nó mà không hy sinh hạnh trả phúc của bản thân thì để nuôi cho các con. Có thể rằng là cuộc hôn nhân của các em tuổi đời còn quá trẻ quá em ạ. Ngày tại cưới đó thì em sợ mới. hai đứa nhỏ nó Em trai này, không có mẹ. anh hiểu những cái gì em đang suy nghĩ. Có thể rằng những cái thời gian ngày đó hai em yêu nhau và quen nhau còn rất nhỏ. Đôi khi cái tuổi của các em đang là cái tuổi ăn tuổi chơi em ạ. Nhưng mà cuộc sống chơi bời tự do nó khác hẳn với cuộc sống có gia đình. Khi có gia đình rồi có con cái bên nội bên ngoại, mọi thứ nó sẽ rất là mệt. Thôi thì chuyện gì đến nó cũng đã đến. Nhá, thì anh cũng không biết nói gì hơn đâu. Cái chuyện gia đình thì anh không dám đi sâu. Và chính em, chỉ có em là người sẽ kết thúc mọi chuyện thôi. Nếu còn duyên vợ chồng thì ở với nhau, hết duyên thì mình kết thúc. Chứ mình cứ để dây dưa hoài như vậy làm tổn thương lòng nhau thì nó cũng là cái điều không hay. Vợ chồng, anh nói thẳng luôn, vợ chồng là người dưng. Đúng chưa? Cảm thấy yêu thương nhau, mến nhau thì mình tiếp tục. Còn không thì mình chia tay một cách êm đẹp, không hận thù nhau. Nhá. Em còn điều nào chia sẻ với vợ nữa không? Giờ chỉ mong rằng là nó đi đó thì nó trả con gái nhỏ cho em để cho em nuôi thôi. Em sợ là cha dượng nó quýnh nó. Quýnh nó giờ lúc đó là em hận, em còn hận nó thêm nữa. Như vợ em như thế này này, còn yêu còn thương gì thì cũng phải quay trở về. Nếu hết yêu hết thương thì giải quyết một lần cho xong, về ký giấy
ra tòa ly dị, đường ai nấy đi. Sau đó thì mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Còn nếu mà trong cái trường hợp của em, câu chuyện của em, tới giờ phút này mà vợ em đang còn hôn thú với em là vợ em đang vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Còn cái người đàn ông kia thì cũng đang vi phạm luôn. Bởi vì người đàn ông kia là một cái người đàn ông có thể là không tốt, bởi vì phá vỡ gia can hạnh phúc của người khác. Chính tay người đàn ông đấy là cái người thứ ba làm cho gia đình nhà em tan nát. Và không riêng gì người đàn ông mà rất nhiều người phụ nữ. Anh em đã ghi nhận rất nhiều trường hợp gọi là tiểu tam trà xanh ấy em, phá vỡ gia can hạnh phúc của người khác. Bỗng dưng gia đình đang hạnh phúc, bỗng dưng một ngày vì một phút yếu lòng, say nắng say mưa mà để rồi đánh đổi lại là gia đình tan nát hết. Và cái điều mà tội nhất vẫn là các đứa trẻ. Chúng lớn lên thiếu một người cha, một người mẹ, mà đặc biệt là cái câu chuyện rằng là chính cha hoặc mẹ của mình là người phản bội, cũng như người vì một cái hạnh phúc riêng của bản thân mà làm cho gia đình tan nát, thì đó là một cái điều thật sự rất lấy làm tiếc em ạ. Thôi cố gắng em trai nhá.